cho đến đúng 3 giờ 30 thì đến giờ hỏi đáp và trình pháp. Thì bây giờ các Phật tử cũng tiếp tục thực hành phương pháp thiền như thời trước, đó là dành 10 phút đầu để mình rải tâm bi, sau đó là 15 phút là chú tâm trên hơi thở và tiếp tục thực hành như trước. Mình đã hết giờ hành thiền, mình mời quý vị xả thiền. Bây giờ là đến giờ hỏi đáp và trình pháp, thì ai có những câu hỏi, có những gì thắc mắc thì đặt câu hỏi và sư sẽ trả lời các câu hỏi. A Di Đà Phật. Dạ con chào sư. Dạ con mới ra đây lần đầu tiên mà con cũng đã ngồi thiền được hơn chục năm rồi, nhưng những cái lúc con ngồi thiền ấy là không, con không có bị cái gì. Mà khi con rời khỏi và con đi làm ấy là cứ có người theo và con nhập vào, con biết lắm, lúc là nhập vào cả 2 ngày luôn. Con không có biết gì và đi ra đường là không có biết đường về nhà. Dạ thì con hỏi sư là sư chỉ dạy cho con là cái cách như thế nào, hoặc là con ngồi thiền như vậy thì nó đã đúng chưa, hoặc là làm sao thì sư chỉ cho con. Đã bị như vậy lâu chưa? Dạ con bị cũng lâu rồi, chắc phải cỡ được chục năm nay rồi á. Hành thiền thì có học ai dạy không? Dạ có mấy người ở dưới quê con, là con ở dưới quê con lên đây thì hành thiền mà không đúng pháp sinh ra những ảo tưởng là sẽ bị như vậy. Thứ nhất là khi ngồi thiền mình hay nghĩ đến những cái cảnh thiêng liêng mầu nhiệm, như là ngồi thiền là để thấy được các vong linh này, ngồi thiền để tiếp xúc được với các chư thiên, với các phi nhân này. Với cái tâm lý như vậy là khi ngồi thiền là nó sẽ bị như vậy. Hoặc là có những người thì khi mình ngồi thiền mà cái tâm lý của mình cứ miên man, mình chú ở trên một cái gì đó một thời gian, sau đó rồi nó xuất hiện cái hiện tượng gì đó, mình lại không gạt đi mà lại đi theo nó, đi theo những cái tư tưởng không đúng đấy, rồi dần dần là nó trở thành như vậy đó. Nên bây giờ thì phải buông hết được những cái đấy đi cơ. Tức là khi ngồi thiền không được nghĩ đến những cái cảnh về cái có người âm, người giết gì theo mình cả, mà phải cũng không được khởi lên tư tưởng là muốn tiếp xúc, muốn nói chuyện với những cái vong linh ấy, mà phải chỉ có quay về nhận biết hơi thở ở trên mũi của mình thôi, và không được để cho tâm nó rơi vào cái trạng thái là nơ mơ. Cái tâm của mình nó thiếu tỉnh giác, nó rơi vào trạng thái nơ mơ, rồi là nó xuất hiện cái cảnh gì mà mình cứ đi theo nó, là lâu ngày nó sẽ hiện, nó sẽ bị như vậy đó. Và do cái bước đầu thực hành thiền không đúng cho nên bây giờ đã bị, và đã bị nó quá lâu rồi thì bây giờ rất là khó để sửa lại được. Phải có một thời gian rất dài thì nó mới sửa lại được, thì nó mới hết được. Bây giờ phải ngồi thiền rải tâm từ hoặc là tâm bi này nhiều này, thì nó cũng bớt đi, nó cũng sẽ đỡ đi. Phật con xin cảm ơn.
Dạ thưa sư, là con muốn hỏi là cái hàng cư sĩ có thể nhận nhận các hạnh đầu đà không ạ? Các hạnh đầu đà, các hàng cư sĩ vẫn có thể hành được. Vậy tối thiểu là bao nhiêu ạ? Các hàng cư sĩ thì không có hành được cái hạnh về mặc y phấn tảo thì không có đối với các hàng cư sĩ, hay là ăn khất thực, ăn trong bình bát thì cái đấy không quan trọng. Mà với hàng cư sĩ thì có thể thực hành cái hạnh tốt nhất là hạnh ngủ ngồi, hạnh ở dưới gốc cây, hạnh ngoài nghĩa địa, thì những cái hạnh đấy thì có thể hành được. Dạ thưa sư, là trong ngày bác quan trai mới được thọ lãnh những hạnh đầu đà hay là những ngày thường cũng có thể? Lãnh đầu đà cũng giống như thọ bát quan trai, tùy theo mình muốn thọ ngày nào cũng được, thọ một ngày một đêm cũng được, mà thọ 7 ngày 7 đêm hoặc là 1 tháng 1 năm hay trọn đời. Cái điều đó là hoàn toàn là do mình phát nguyện, tự mình phát nguyện thôi, thọ bất cứ một hạnh đầu đà nào cũng được. Dạ thưa sư, là xả giác chi với lại xả vô lượng tâm, xả ba la mật khác nhau như thế nào ạ? Xả giác chi là cái tâm xả nó thản nhiên đối với tất cả những cái được mất hơn thua khen chê yêu ghét, tức là nó có cái xả đối với cái sự yêu ghét của mọi người, nó có cái xả đối với sự yêu ghét của mình đối với mọi người và vạn vật, và nó có cái tâm xả đối với những cái tốt xấu của mình ở trong nội tâm mình. Còn cái xả vô lượng tâm thì đó là cái tâm mình thực hành cái thiền tâm từ bi hỷ xả này, và mình thấy chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, thì đấy là cái xả vô lượng tâm. Nhưng mà cái tâm xả này ở dục giới mình cũng có thể tác ý như vậy, thì nó là tâm xả dục giới. Còn nếu mà hành thiền gọi là xả vô lượng tâm, để mà đạt được cái pháp thiền đấy mình cần phải chứng đắc thiền tâm từ, thiền tâm bi, thiền tâm hỷ, rồi sau đó mình mới đạt được đến cái xả vô lượng tâm này, là thiền tâm xả đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Còn khi mà mình có những cái tâm xả ấy, mình phát nguyện để chứng đắc niết bàn, mình nguyện là với những cái tâm xả, dù là xả giác chi hay xả vô lượng tâm, mà mình cũng lấy đó là cái trợ duyên để chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai, thì cái tâm nguyện chứng đắc niết bàn đấy chính là xả ba la mật. Dạ thưa sư, là cái nghi trong năm chỉ cá với lại cái nghi của hàng sơ quả đã diệt trừ nó lại khác nhau như thế nào ạ? Cái gì ạ? Dạ cái nghi hoặc á. Nghi? Dạ. Cái nghi ở trong năm triển cái ở đây là nó nghi về nghiệp và quả của nghiệp này, hoặc là nó nghi về cái con đường thực hành này, không biết nó có chứng đắc được đạo quả không, tức là nghi Phật, nghi Pháp, nghi cái sự thực hành của chính bản thân mình, tức là mình có một cái sự hoài nghi, hoặc là nghi về cái sự thực hành mình đúng hay sai, thì đấy là một cái hoài nghi về một cái sự thật gì đó. Còn một cái người mà đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ là khi nào người ta thấy được các cái sự thật, ví dụ như mà một người mà người ta có thể quán được các kiếp quá khứ, thấy được các nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại, và người ta không còn hoài nghi về nhân quả, về nghiệp báo, về luân hồi tái sinh nữa, thì đấy cũng là một cái cách mà người ta giải tỏa được hoài nghi. Còn đối với một cái bậc chứng được sơ quả dự niu thì người ta đoạn được hoàn toàn với cái hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp này. Tức là bởi vì người ta thấy rõ ràng được các cái sự thật, tức là khổ tập diệt đạo. Người ta thấy được sự thật về khổ, thấy được nhân sinh ra khổ, và người ta diệt được cái nhân sinh ra khổ rồi, thì người ta mới có cái niềm tin tuyệt đối rằng là có nhân, có quả, có nghiệp báo, có luân hồi tái sinh. Thì đấy là cái sự đoạn được cái hoài nghi ở cái cách tuyệt đối. Còn khi mình ngồi thiền, những cái hoài nghi bẩn vơ nó khởi lên một chút xíu thì đó nó cũng là những cái hoài nghi. Dạ con cảm ơn sư, con xin hết.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cho con hỏi một xíu là lúc mà con ngồi thiền thì con chỉ quản được hơi thở ra mà con không quản được hơi thở vào. Xong rồi con bị hụt hơi á sư. Vậy thì con nhờ sư... Khi mà chú tâm nó căng thẳng quá, tâm lý nó hơi bị ức chế một chút, cho nên là nó cái tâm nó chú vào hơi thở nó mạnh quá, cho nên nó mới chỉ thấy được một cái dòng hơi thở nó đi vào hoặc đi ra thôi, mà không thấy được cả hơi thở đi ra đi vào. Thì để tâm nhẹ ra một chút, hơi nơ nà đi một tí, tức là quan sát hơi thở đừng rõ ràng quá, đừng chăm chú liên tục, nó có cái sự thản nhiên nhẹ nhàng thì nó sẽ thấy được cả hơi thở vào hơi thở ra. Còn trong trường hợp mà tâm của mình nó cứ căng thẳng như vậy mà mình không làm cho nó nắng lại được, thì mình cứ quan sát một cái luồng hơi thở đấy, mình chỉ cần biết nó là hơi thở, nó đang chuyển động, nó đi vào đi ra ở trước cửa mũi, thế là được rồi. Và mình hài lòng với cái sự nhận biết hơi thở như vậy, thì một lúc sau nó nắng dịu xuống là nó sẽ thấy lại cả hơi thở vào hơi thở ra thôi. Sư cho con hỏi thêm là trước đây con thiền thì con hay tập trung chủ tâm ở trên trước chán á, thì con thấy lúc đó con dễ đi vào đỉnh hơn, ý là dễ tập trung hơn à. Xong sau giờ chuyển qua thiền mà tập trung hơi thở ở trước trước mũi á thì con lại không có tập trung được. Vậy thì con có nên là quay lại cái cách thiền trước thôi hay là bỏ cách thiền trước để tập cái này từ đầu ạ? Bỏ cách trước đi nhá. Cái cách trước mà chú ở trên chán đấy không đúng. Vì cứ tập trung như vậy một thời gian dài nó sẽ không có lợi, nó sẽ không tốt. Chú ở trên chán như vậy thì nó sẽ rất là căng thẳng. Và một thời gian sau nó sẽ, cái tâm của mình nó dính vào cái tứ đại ở trên đầu này, nó sẽ cứng hết cả cái đầu, cái mặt, thậm chí nó sinh ra cái sự hiện tượng là đau ở trên đầu, khó chịu. Nếu như mà thực hành một thời gian dài, nó sẽ sinh ra rất nhiều thứ và nó hay sinh ra những ảo tưởng, những ảo ảnh, những hình ảnh này kia mà mình dễ đi theo nó. Và bây giờ đưa tâm xuống dưới mũi vì nó chưa quen, do mình đã hành, mình để tâm trên trán nó thành cái nếp, nó thành cái thói quen rồi. Bây giờ sửa lại thì nó sẽ mất một thời gian đầu là nó hơi khó chịu một tí. Nhưng bắt buộc mình cần phải sửa lại, không nên tập như vậy. Vì tập như vậy sau này mình không phân biệt được giữa hơi thở với lại những cái đặc tính của tứ đại ở trên thân mình. Hành để tâm ở trên trán nó chỉ bắt vào tứ đại trên thân thôi, mà nó có bắt được vào hơi thở thì nó không được tốt, mà nó không đạt được cái định sâu như là để tâm ở dưới điểm xúc chạm để quan sát hơi thở này. Nó khó một chút, nó khó cái núc đầu, nhưng mà sau này mình sẽ vào hướng tâm mình được vào hơi thở và nó sẽ vào được cái mức định thâm sâu mới đắc được các tầng thiền. Còn để trên chán nó không đắc thiền được. Dạ, vậy là sư cho con hỏi thêm một xíu nữa là lúc mà thiền quản hơi thở ấy ạ, thì con có nghe một chỗ sư thầy chuyên về thiền là hướng dẫn là quản hơi thở vào thì bụng nó phình ra và quản hơi thở ra thì bụng nó xẹp xuống. Thì sư cho con hỏi là mình chỉ quản hơi thở một cách tự nhiên thôi hay là mình quản cả hơi thở ở dưới phần bụng luôn ạ? Chỉ khi nào thực hành đến thiền tứ đại, nếu mà thực hành thiền tứ đại ấy, thì mới quán cái phòng xẹp ở bụng. Cái phòng xẹp chính là cái tính đẩy của gió. Tính đẩy của gió thì cứ để cho hơi thở nó đi vào tự nhiên, đi ra tự nhiên. Và mình quan sát cái lực đẩy của cái ở cái phần bụng này thì, và mình vẫn phải hiểu rõ là cách quán như vậy là quán như thế nào. Và sau đó thì phải hành đến những cái đặc tính của đất, của nước, của lửa. Rồi sau đó mình mới hiểu được rõ cả bốn đại, thì mình mới đắc được cái pháp thiền về niệm thân tứ đại này. Còn mình thực hành thiền hơi thở thì tuyệt đối không hành theo cách đấy. Cái cách đấy không phải là cách của thiền hơi thở, mà cách đấy là quán cái phong của tứ đại thôi. Vậy thì nếu mà muốn hành thiền hơi thở thì phải để cho hơi thở vào ra tự nhiên, và mình chỉ nhận biết hơi thở trên điểm xúc chạm ở cửa mũi một cách tự nhiên thôi, chứ không được theo hơi thở xuống dưới bụng, không được quan sát cái phòng xẹp này. Nhưng sau này khi thực hành đến thiền tứ đại thì mới quan sát cái phòng xẹp này. Sau này
Đến buổi nào đấy sư mà hướng dẫn cho mọi người thực hành thiền tứ đại thì sư sẽ cho mọi người quán cái phòng xẹp ở dưới bụng này. Và sau đó còn rất nhiều những cái đặc tính khác của tứ đại mà mình cần phải thực hành kèm theo với cái phòng xẹp đấy, chứ không phải là chỉ quán mỗi cái phòng xẹp đấy không. Còn bây giờ mà đang hành thiền hơi thở thì tốt nhất cứ để ở trên cửa mũi này này, chứ không được theo vào trong bụng này nữa. Dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ, con xin hết ạ. Dạ con xin có hai câu hỏi hỏi sư. Là cái hai cái thời thiền chiều nay lúc mà thưa sư dạy thiền với cái thiền với tâm từ á sư, rồi sau đó mình chuyển qua quán hơi thở á, thì con có cái nhận xét riêng là con cảm thấy là khi mà mình thiền với cái tâm từ trước á thì cái phần tâm của mình cho đó nó ít dao động hơn, và khi mình chuyển qua với lại cái phần mà quán hơi thở thì mình có cảm giác như là cái sự chuyển đổi đó nó nhẹ nhàng hơn. Thì con muốn hỏi là cái đó nó là một cái tiến trình tự nhiên trong cái quá trình mình hành thiền, hay là cái đó là nó là cái trải nghiệm nó cá nhân, nó sẽ khác nhau giữa mỗi người. Cái pháp này nó là một cái sự tuần tự, đó là một cái sự thực hành có tuần tự như vậy. Khi mà một cái người có tâm từ thì khi thực hành những pháp thiền gì nó cũng dễ. Nếu mà một cái người mà không có tâm từ thì khi hành thiền gì nó tâm nó sẽ rất là động, và chính cái tâm từ ấy nó làm cho cái tâm nó an lại. Nó an, nó bớt dao động, bớt phóng dật năng xăng đi. Cho nên là khi chuyển sang hành một cái pháp thiền khác, nó sẽ làm nền tảng để mình phát triển những cái pháp thiền khác, có được cái định thâm sâu hơn, có được cái tâm định tĩnh thâm sâu hơn. Vì vậy cho nên ai ở trong cuộc sống này mình mà hay có tâm từ ấy, ít sân hận ấy, thì người đấy hành thiền sẽ rất là dễ, rất nhanh đắc thiền, rất nhanh đắc định. Vậy cho nên là cái sự thực hành thiền tâm từ này là nó vậy, để nó gột rửa đi những cấu uế, những phiền não, những ô nhiễm, làm cho nội tâm của mình trở nên trong sáng hơn, thanh tịnh hơn. Nên khi mình hành thiền hơi thở, mình cảm thấy nó an lạc hơn, dễ dàng hơn, dễ đắc định hơn là vậy. Như vậy thì trong một cái thời thiền á sư, thì nếu mà lúc đầu là mình thiền với cái tâm từ, sau đó mình chuyển qua quán hơi thở, thì là mình giữ như vậy luôn, hay là sẽ mình có thể chuyển đổi qua lại được không sư? Mình chuyển đổi qua lại được. Thực ra thì với cái người mà mình chủ trương là hành thiền hơi thở để phát triển định sâu, thì ở cái giai đoạn đầu ấy thì mình dùng cái thiền tâm từ để làm nền tảng, để khi mình vào chánh niệm cho nó dễ. Nhưng sau này khi mà đã đắc định rồi nhá, mình đã có được cái chứng đắc được những cái định sâu với thiền hơi thở rồi, thì lúc ấy tâm nó rất là định tĩnh, thanh tịnh, và lúc ấy mình không cần qua thiền tâm từ vẫn vào dễ dàng, vẫn vào một cách dễ dàng được. Vậy thì sau này khi mình đã trở nên rất là quen thuộc rồi, định nó đã phát triển tốt rồi, thì lúc đấy tùy theo mình muốn hành thiền tâm từ trước rồi chuyển qua hơi thở cũng được, mà không hành thiền tâm từ chuyển thẳng luôn vào hơi thở cũng vẫn được. Dạ con xin hỏi thêm câu cuối sư. Như vậy thì cái đối tượng mà lúc mà mình hành thiền tâm từ đó sư, thì bản thân họ họ có được hưởng cái lợi lạc gì khi mà mình quán tưởng tới họ hay không? Con nói ví dụ, thí dụ giống như là nhiều khi là mấy thầy khuyên rằng khi mà mình niệm Phật hay là mình làm một cái thiện pháp gì đó, mình có thể mình hồi hướng để cho cái chúng sinh đó được hưởng cái lợi lạc. Như vậy thì trong trường hợp khi mình thiền với cái tâm từ thì bản thân cái người mà mình tưởng tới thì họ có được hưởng cái lợi lạc gì đó từ đó không? Con xin cảm ơn sư. Nếu như cái người đấy mà người ta chợt nghĩ đến mình nha, thì người ta sẽ cảm thấy hoan hỷ. Nếu như mà mình cứ rải tâm từ đến một ai đó, thì khi mà nếu như một lúc nào đó người ta hướng tâm đến mình và người ta cũng sẽ cảm thấy có cái sự an vui. Khi người ta nghĩ đến mình thì hai cái tâm ấy nó mới gặp nhau được. Còn nếu người ta không nghĩ đến mình thì người ta không gặp nhau được. Chính vì vậy cho nên với những cái ai mà người ta có oan trái với mình, mâu thuẫn với mình, hay là người ta hay có cái tâm sân hận với mình, mà mình cứ thường xuyên rải tâm từ cho người đó, một thời gian sau người đó, người ta sẽ buông bỏ được những cái oán hận, sân hận với mình. Bởi vì khi người ta nghĩ đến mình một cái, người ta thấy hoan hỉ, người ta không có ác ý nữa, không sân hận nữa. Vì vậy, người nào thực hành thiền tâm từ, thứ nhất, mình sẽ không bị ai làm hại. Cả các phi nhân, quỷ thần, vậy người ta nghĩ đến mình, người ta cũng hoan hỉ, cho nên người ta không làm hại mình. Cả những cái thú dữ, độc trùng,
ở xung quanh mình, khi nó nghĩ đến mình nó không có ác ý nên nó không tấn công mình. Vì vậy nên người thực hành thiền tâm tử sẽ là cái pháp bảo vệ cho mình luôn luôn được bình yên, chứ không phải là cái người đấy sẽ được hưởng cái lợi ích do mình mong muốn. Mà người ta khi người ta hướng đến mình thì người ta xóa bỏ được những cái ác ý với nhau, mình cũng xóa bỏ được ác ý với chúng sinh, mà chúng sinh cũng xóa bỏ đi ác ý với mình. Đấy là cái lợi lạc của thiền tâm tử. Dạ con thưa sư, cho con hỏi là khi con thiền niệm ân Đức Phật với lại rải tâm từ á, thì ngoài cái việc niệm câu A-ra-hăng với lại đối tượng là người để mình rải tâm từ á, thì con có tập trung, con thấy là mình có tập trung vào cái hơi thở, quan như là quán hơi thở, quan sát hơi thở, thì không biết như vậy một trong lúc thiền hai cái đó mà thêm quán hơi thở thì có đúng hay sai, với lại đôi lúc con thấy nó hơi bị mệt á. Dạ khi hành thiền niệm ân Đức Phật thì mình không quán sát hơi thở nữa, chỉ hình dung ra hình ảnh Đức Phật và niệm câu A-ra-hăng rồi suy nghĩ đến ý nghĩa của câu ấy. Vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si và các tiền khiên tật nên Ngài là bậc xứng đáng được cúng dường A-ra-hăng. Sau này mình đã hành thuần thục với câu thứ nhất rồi thì niệm đến câu thứ hai kết hợp với câu thứ nhất là A-ra-hăng Samma Sambuddho, A-ra-hăng Samma Sambuddho. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, A-ra-hăng Samma Sambuddho, rồi đến Quý Cha Sarana Sampanno, Ngài là bậc minh hạnh túc, rồi đến bậc thiện thệ, rồi dần dần niệm hết cả 9 ân, niệm từ ân thứ nhất, để 2, rồi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và không suy nghĩ gì đến hơi thở hết. Và khi mà thực hành thiền tâm từ cũng thế, mình hướng tâm đến một người và cứ niệm như thế, một thời gian mình cảm thấy nó thuần rồi thì hãy hướng đến người thứ hai, người thứ ba, rồi hướng đến cả những người thường, rồi cả những người ghét, cả những người mình quý trọng, rồi cả những người mình có mâu thuẫn, oán ghét, rồi cũng niệm như thế. Dần dần tăng lên là như vậy. Thực hành những cái pháp như niệm ân Đức Phật thì cũng tăng dần lên từ một câu đến hai câu, đến chín câu. Hành thiền tâm từ cũng vậy, đầu tiên là một người, rồi tăng dần lên hai người, rồi tăng dần lên càng nhiều người càng tốt, không giới hạn số lượng, cho nên mới gọi là từ vô lượng tâm là vận, là số lượng bao nhiêu cũng được. Dạ con xin hết rồi. Dạ mô Phật bạch sư, con có một câu hỏi à, là khi con ngồi thiền thì đến những cái phút cuối của một cái thời thiền á, thì con bị đau chân á, thì cái cơn đau này nó rất là mạnh, nó đau vào trong những cái bắp thớ thịt của cái chân á, thì cái cơn đau này con không thể nào tránh được, thì con muốn hỏi sư là bằng cách nào để gặp cái cơn đau đó, mình biết cách đối trị làm sao để mà khi mà mình đang đau mình vẫn có thể tìm được cái an lạc và hóa giải được cái cơn đau đó khi mà ngồi thiền ạ. Mô Phật, con cảm ơn sư. Cái đau thì một là mình đối diện với cái đau ấy, chấp nhận cái đau ấy, và mình nghĩ rằng là cái đau này nó sẽ làm cho mình phát triển được cái hạnh kham nhẫn, kham nhẫn lại những cái nỗi đau, cái sự đau đớn khó chịu ở trên thân. Và mình nghĩ rằng cái nỗi đau này nó cũng không đau bằng những cái chúng sinh mà phải đọa ở trong những cõi khổ như ở địa ngục hay là các cái loài súc sinh. So với những cái nỗi khổ khác thì cái nỗi khổ này nó cũng chưa lớn bằng. Và cứ ngồi đấy thì cái cơn đau đấy nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Đến một lúc nào đó nó tự động nó hết đi. Như cái người ta luyện, người ta tập những cái pháp yoga hay là luyện về võ học, người ta cũng rèn luyện chịu đựng những cái gian khổ rất lớn mà người ta cũng thành công. Như vậy người hành thiền mình cũng phải rèn luyện kham nhẫn, chịu đựng những cái đau đớn, rồi một thời gian sau nó thích nghi, nó quen thuộc cái rồi nó sẽ hết đau. Còn có trường hợp cái sự đau nó quá mức cần thiết, mình không thể kham nhẫn được nữa thì mình phải thay đổi tư thế, đó là buông cái chân đấy xuống,
thay đổi, chở cái chân ở bên trong ra ngoài, ngoài vào trong, hoặc là mình có thể duỗi hẳn chân ra cũng được, không sao. Thì là nó sẽ hết đau và mình vẫn nhắm mắt, vẫn ngồi thiền, vẫn nhận biết hơi thở vào ra được. Thay đổi tư thế không ảnh hưởng gì đến sánh niệm hết. Cho nên trong lúc ngồi thiền, mình vẫn có thể thay đổi các oai nghi được, không sao hết. Dạ. Đứng dậy. Dạ, cho con hỏi là nãy thầy có dạy một cái pháp thiền là thiền tâm bi, nghĩa là nghĩ đến cái chuyện đau khổ của mình, xong rồi nghĩ đến một cái người bạn của mình là bạn nữ thì cũng đang chịu cái đau khổ đó, thì mong cho mình thoát khổ và mong cho bạn đó cũng thoát khổ. Nhưng mà con mong được khoảng 5-3 phút gì đấy thì con lại thấy bạn mình nó có khổ gì đâu, nó vẫn đang, cuộc sống đang rất là tốt, về mặt vật chất hay về mặt tinh thần mọi thứ đều tốt, thì có phải là, con không biết là cái trạng thái đó gọi là sao. Mình phải ngăn không được cho tâm nó nghĩ sang những cái tốt của cái người đấy. Mình chỉ được để cho tâm nó chú trên một cảnh thôi, một cái khía cạnh, đó là cái sự đau khổ của cái người đấy. Mà tốt nhất mình đừng có nghĩ đến những người mình quá là thân quen, hãy nghĩ đến một cái người xa lạ hơn một chút. Với như mình mà nghĩ đến những người là người thân của mình, như chị em ruột hay là cha mẹ, con cái, khi mà nghĩ như vậy cái tình thương nó sẽ khởi lên và mình không phân biệt được cái tâm bi với cái luyến ái, cái tình thương sầu bi luyến ái với lại cái tâm đại bi nó khác nhau. Vậy nên là mình hãy hướng tâm đến một cái người khổ đau mà cái người đấy cũng có cái khoảng cách với mình một chút, đừng quá gần gũi, đừng quá thân mật, và chỉ nghĩ đến mỗi cái khổ đau đấy, giữ lại cái hình ảnh đấy, đừng miên man suy nghĩ đến cái hoàn cảnh, đến cái cuộc sống khác, đừng nghĩ đến cái cảnh khác, chỉ giữ lại duy nhất một cảnh, một hình ảnh đấy thôi. Giữ như vậy liên tục không gián đoạn thì cái tâm bi nó mới phát triển. Chứ mình còn nghĩ đến những khía cạnh khác thì là còn bị dao động, còn vọng tưởng, còn năng xăng, và cái lúc đấy nó không phải là tâm bi nữa mà nó trở thành cái tâm bình thường rồi. Cảm ơn thầy. Dạ thưa sư, con có cái câu hỏi này, con muốn hỏi là khi mà sư dạy là mình rải tâm từ với cái, thì cái đối tượng mà người ta có quan kết với mình á, thì khi mà người ta nghĩ đến mình người ta hết quan kết, nhưng mà sư lại dạy là người khác giới á thì lại không có rải tâm từ như vậy được. Thì thí dụ như cái hai cái người quan kết với nhau đang là khác giới, thì sư dạy cho con cái pháp dạ để tụi con thực hành ạ. Dạ con tri ân sư. Khi mà mình đã thực hành trên một người và những người cùng phái, khi đã thuần thục rồi, tức là cái tâm từ của mình nó đã thuần thục rồi, thì lúc đấy mình có thể hướng tâm đến người khác phái. Người khác phái thì mình không được nghĩ đến riêng một người, mà mình có thể nghĩ đến chung chung một nhóm người. Như là mình gom lại, mình có bao nhiêu những người khác phái mà người ta có những cái mâu thuẫn oan trái với mình, thì hãy gom chung họ với nhau, rồi bắt đầu niệm cầu mong cho những người hiền thiện này thoát khỏi những cái, được an vui hạnh phúc, hay là thoát khỏi những khổ đau. Niệm chung chung như vậy thì được, chứ không, khi hướng tâm đến người khác phái thì đừng hướng tâm đến riêng một người là được, có thể hướng tâm đến chung nhiều người thì vẫn được. Dạ kính thưa sư, nãy sư giảng con có hai điều chưa rõ, xin sư hãy soi sáng giúp con ạ. Là điều thứ nhất là khi mà thiền hơi thở là mình đóng năm căn, là mình còn chừa cái ý căn, mà con thắc mắc là có còn một cái căn là căn mũi tiếp xúc với trần là gió nữa thầy, nữa sư, nên là cái đó mình có tính được tính vô là trong hơi thở là mình vẫn giữ là chú tâm là hơi thở với trú vô ngay căn mũi không sư? Và cái điều thứ hai, dạ cho con hỏi cái điều thứ hai là con thiền một đến hai thời, mỗi thời tầm một tiếng hơn. Khi mà thiền lúc đầu á, thì là cái hơi thở con không có bắt được với cái tâm con không có bắt được cái hơi thở. Sau tầm 20 đến 30 phút thì cái tâm con lại chú vào cái hơi thở, và sau đó là nó bị chú tâm mạnh quá thì nó sẽ bị
bị trạo hói ạ. Khi mà trạo hói thì là con lúc đó là con có biết là cái điểm xúc chạm của con là mũi tiếp xúc với hơi thở. Lúc đó con vẫn biết là hơi thở vào và hơi thở ra rõ ràng, nhưng mà tập trung quá thì nó sẽ bị những cái điểm như cảm giác là ngứa hoặc là khó chịu ở thân ạ. Và trong nãy sư có nói là có một điều là không quan tâm đến cái điểm xúc chạm ạ. Nhưng mà con không hiểu là cái thiền hơi thở là mình chú trọng đến hơi thở và xúc chạm, nên là con không có hiểu hai cái nghĩa này ạ. Con cảm ơn sư. Những cái pháp thiền, có một số pháp thiền thì lúc đầu nó phải kết hợp hai căn. Ví dụ như khi mình hành các ca si ná, mình phải mở mắt, mình nhìn, sau đó mình ghi nhớ. Thì đấy, đầu tiên nó cũng là nhãn thức, sau đó đến ý thức, ghi nhớ. Thì thực hành thiền hơi thở cũng vậy. Đầu tiên là phải dùng cái thân thức, nó nhận biết cái sự xúc chạm của hơi thở trên cái da. Thì lúc đấy nó có thân thức, nó hoạt động. Và sau đó cái ý thức của mình nó sẽ nhận biết cái hơi thở đó. Thì nó có kết hợp cả cái thân thức, nhưng nó không phải là cái thân thức này nó hoạt động liên tục, nó chỉ hoạt động một lúc thôi. Nên nó bắt đầu ngồi vào thì mình để ý cái sự xúc chạm đấy thì là có thân thức, nhưng sau đó thì mình ghi nhớ cái hơi thở vào ra đấy, thì dần dần nó sẽ chuyển lại là thuần ý thức. Yeah, thì nó có như thế. Còn bắt đầu ngồi thiền mà cái người nào mà mình tinh tấn ngay từ đầu ấy thì đến về sau nó sẽ rất là khó chịu, nó sẽ rất là mệt mỏi, bị đuối sức. Vì vậy nên là với cái lúc mới bắt đầu ngồi thì ngồi nhẹ thôi, ngồi thư giãn thôi, giống như là cái người mà người ta đi xe đầu tiên là người ta đi chậm chậm ấy, sau đó người ta mới tăng tốc dần dần. Thì lúc đầu mình ngồi cũng vậy, mình ngồi nhẹ nhàng, ngồi thư giãn trước, ngồi chú tâm nhẹ nhàng thôi, đừng có tinh tấn quá, rồi sau đó dần dần mình mới tinh tấn lên. Thì nó cái thời thiền đấy mình sẽ cảm thấy nó an ổn từ đầu đến cuối. Còn nếu như mình căng thẳng ngay từ đầu thì lúc sau là nó bị mệt, nó đuối sức đi. Khi nó đuối sức đi rồi mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu ở trên thân, nó đau nhức mệt mỏi và khó chịu ở trong tâm. Thì có những lúc mà nó mệt rồi thì mình cũng không được tinh tấn nữa. Lúc đầu thì mình cũng tinh tấn vừa vừa, sau đó mình mới tăng cái tinh tấn lên. Khi nó mệt rồi thì lại ngồi nhẹ nhàng ra, ngồi khinh an nhiều hơn, ngồi để cho tâm nặng nẽ nhiều hơn. Còn khi nào mình cảm thấy mình rất là tươi tỉnh thì lúc đấy mình hãy tinh tấn, chăm chú nhiều hơn. Vậy thì trong lúc ngồi ấy, mình phải biết cách, có những lúc mình phải kích thích cái tinh tấn lên, tức là mình làm cho cái tâm mình nó chăm chú lên, nó quan sát hơi thở rõ ràng ra, nó tập trung mạnh mẽ vào. Nhưng mà cũng có lúc mình phải kìm chế cái tinh tấn đấy lại, giảm bớt cái tinh tấn đi, làm cho cái tâm nó nặng nẽ hơn, nó định tĩnh hơn, nó thản nhiên hơn một chút thì nó sẽ được quân bình lại. Thì cái thời thiền đấy nó sẽ không bị mệt. Nếu mình biết cách quân bình thì ngồi thiền cả 2, 3, 4 tiếng liền nó cũng không mệt. Còn mình không biết cách quân bình là ngồi nó rất là nhanh mệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch sư thầy, con có hai câu hỏi mà con băn khoăn mãi, không biết như thế nào, thôi nhờ thầy giải thích mình cho con để tâm con có sáng ra chút xíu trong cái quá trình tu tập. Cái thứ nhất, người ta thường nói là cái câu là tâm viên ý mã, mà bản thân con không phân biệt được cái nào là tâm, cái nào là ý. Trong cái lúc mà hành thiền ở cái thì nhiều khi nó phóng, nó lung tung, mà con nghe hỏi nào là tâm, mà cái tâm mình đâu có muốn như vậy, mà tại sao nó vậy? Vậy xin sư giải thích thế nào? Cái nào là tâm, cái nào là ý? Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai là theo con được biết á, cũng như là coi trên YouTube cái có những sư thầy bảo là trong lúc hành thiền thì để cho đạt hiệu quả cao nhất là chúng ta để cho lúc tâm ta chúng ta được thanh thản. Đó là cái cơ bản là không mong cầu. Mà đã không mong cầu á, thì như vậy thì chúng ta không có cái mục đích. Mà đã không có cái mục đích thì chúng ta làm cái gì đó nó coi như là một cái là coi nó gần như nó cái không không có cái. Thì con thấy là nó có một cái gì đó thì nó không thiện lắm. Như vậy thì muốn đạt được cái cảnh giới cao nhất là chúng ta phải hành thiền theo pháp của sư dạy. Mà như vậy thì coi như là có phải là mong cầu hay không?
Như vậy thì con muốn sư giải thích giùm cho con để tránh như thế nào, tránh được cái tâm mong cầu và vẫn đạt được cái mục đích của mình trong hành thiền cao nhất theo cái pháp của sư dạy. Xin cảm ơn sư, xin mong sư giải thích. Với cái tâm viên ý mã, cách hiểu về tâm viên ý mã thì thực ra với một cái người mà phân tích cái tâm ra thì nó rất là nhiều các thể loại tâm. Tâm thì nó bao gồm rất là nhiều loại. Khi mình khởi lên một tâm tham, đấy cũng là tâm. Mình khởi lên tâm sân, một cái tâm phóng dật, tâm hoài nghi, hay là tâm thiện cũng là tâm, tâm bất thiện nó cũng là tâm. Vậy nên là tâm chia sẻ ra rất là nhiều, bởi vì nó năng xăng. Lúc cái tâm sân nó khởi lên, lúc tâm tham nó khởi lên, lúc hoài nghi, lúc phóng dật, lúc ngã mạn, lúc tật đố, lúc ghen tị, lúc thù hiềm. Tức là tâm nó chạy năng xăng như vậy, cho nên gọi là tâm viên thì người ta ví dụ như thế mà. Còn cái ý ở đây cũng là tâm, nhưng mà chỉ một cái khía cạnh nhỏ hơn của tâm ấy. Thì ý ở đây là cái ý thức của mình mà nó hay ghi nhớ. Khi mà con mắt của mình nó thấy một cái cảnh gì đó thì lúc đấy là tâm là nhãn thức thấy. Nhưng sau đó cái tâm của mình nó cứ nhớ lại thì đấy là ý. Tai mình nghe âm thanh xong rồi nó cứ gợi nhớ đến. Mũi mình ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân mình xúc chạm một cái gì xong rồi nó còn được ghi nhớ lại ở trong ý thức. Thì đấy được gọi là ý. Ý thức thì nó hoạt động rất là rộng lớn, rất là mênh mông. Cái lúc mà mình ở đây, mình cái ý thức nó có thể ở đây, nhưng mà mình có thể nhớ lại một thời điểm ở quá khứ thì lúc ấy ý thức nó chạy về quá khứ. Mình có thể nhớ đến thời điểm ở tương lai thì ý thức nó chạy về tương lai. Ý thức nó có thể ở xa, ở gần, ở khắp mọi nơi được. Nó có thể chạy năng xăng như vậy. Thì ý muốn nói là cái tâm và cái ý của mình nó năng xăng như vậy. Cho nên là cái sự tu tâm là để hàng phục, là để cột trói, làm cho cái tâm của mình nó phải an trú trên một pháp. Giống như là con ngựa nó cần có dây cương để cho nó khỏi đi năng xăng. Vậy thì cái sự tu tâm là cột nó vào một cái để nó không khởi lên những phiền não tham sân si, mà nó dần dần nó đạt đến cái sự thuần thục là vô tham, vô sân, vô si. Thì cái này thì hiểu một cách thông thường thôi, không cần phải đi phân tích rõ quá. Sau này hành đến thiền tuệ thì mới được phân tích rõ ràng, chi tiết, tỉ mỉ về các cái tâm và các cái tâm sở, các cái thể loại tâm và thức này. Thì sau này cứ nếu ai mà thực hành được đến thiền Vipassana, thiền quán, thiền tuệ rồi thì sẽ giải tỏa được những hoài nghi này. Còn bây giờ mình có suy luận mà mình chưa thực hành đến, nó cứ mông lung, nó không được rõ ràng, minh bạch, tuyệt đối được. Còn với cái pháp thực hành thiền, không phải là không có mong cầu, nhưng trong lúc hành thiền cũng không được mong cầu. Thì cái này có cái dụng ý, có cái ý nghĩa là khi mà mình khởi lên trong lúc mình ngồi, mình chú tâm trên cái hơi thở ấy, chánh niệm, tỉnh giác, nhận biết hơi thở vào ra, thì nó có rất nhiều những cái tâm nó đi kèm với cái chánh niệm tỉnh giác này, và cái nào nó mạnh hơn mà thôi. Tức là trong lúc mình ngồi ấy, thì cái ý thức của mình nó xúc chạm với hơi thở, với cái đề mục thiền, thì nó có những cái cảm thọ vui buồn nó cũng sinh lên lúc đấy. Tức là có hỉ hay là có nạc, thì đấy là một cái tâm nó sinh kèm với cái chánh niệm đấy. Có cái tư tưởng, tức là mình đang tưởng nhớ lại cái pháp thiền đấy. Nó có cái sự vô tham, vô sân, nó cũng sinh lên ở trong cái đó. Và nó có cái tâm, có cả cái tâm gọi là dục, là ước muốn, nó sẽ đi kèm. Tức là trong lúc mình ngồi thiền, nó cũng có một cái tâm là ước muốn. Cái tâm dục là ước muốn đạt được nhất tâm, ước muốn đạt được các cái tầng thiền. Nhưng mà ở đây ấy, là mình chế ngự là không được để cho cái tâm nào nó khởi lên quá mạnh. Nếu như mà cái tâm ước muốn này nó khởi lên một cách mạnh quá, hoặc là nó khởi lên một cái ước muốn không chân chánh, tức là trong cái lúc ngồi ấy mình khởi lên cái ước muốn rằng là ước muốn rằng những phiền não đừng có khởi lên, tâm tham đừng có khởi lên lúc này, đấy là ước muốn nha. Đấy cũng là dục đấy, là ước muốn đấy, mong cầu đấy. Cầu sao cho tâm tham đừng có khởi lên, tâm sân đừng khởi lên, phóng dật đừng khởi lên, năng xăng tán loạn đừng khởi lên.
và mình ước muốn làm sao để mình đạt được cái sự thanh tịnh, đạt được cái sự định tĩnh, đạt được cái sự nhất tâm, thì đấy cũng là ước muốn. Còn cái mà mình không được mong cầu ấy, là mình không được mong cầu những cái mà nó tăng lên cái sự ngã mạn. Ví dụ như là mong cầu sao ta ngồi thiền mà đạt được định để ta nhìn thấy các cái linh hồn, để ta có được những thần thông, để ta có được những cái siêu nhiên, để ta có được những cái danh vọng, tức là có được cái tâm tham nam, tức là cái mong cầu mà nó đi với những cái tham nam hạ nhiệt, thì nó ảnh hưởng làm cho cái mục đích nó bị đi chệch hướng, bị đi sai. Còn những cái mong cầu mà đúng thì lại rất là tốt, nó lại có lợi lạc, có lợi ích, làm cho cái pháp đấy tiến triển, tiến bộ đúng hướng. Vậy thì mình được phép mong cầu mà mong cầu cái vô tham, vô sân, vô si thì được. Còn cái mong cầu nào nó tăng trưởng tham, sân, si thì mới không được. Vậy nó có hai loại mong cầu như vậy, thì mình phải tránh một cái và mình phát triển một cái. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư, sư cho con hỏi ba câu hỏi ạ. Dạ, câu hỏi thứ nhất là sư cho con hỏi cái trạng thái khi mà mình vào thiền rồi thì mình thấy được cái ánh sáng mà là ánh sáng không có sáng lắm. Rồi xong rồi, khi mà mình thấy cái ánh sáng đó rồi thì là tự nhiên là mình không có nhớ là mình đang có theo dõi hơi thở hay là đang quán sát chết nữa, mà tự nhiên là nó có một cái qua cái ánh sáng đó là nó có giống như là một cái làn sương vậy, nó cũng sáng sáng. Rồi cái giai đoạn đó nó đâu mất tiêu thì không có biết. Rồi tự nhiên thì một hồi là thoát ra khỏi thiền, xong là giống như là bị giật mình ra. Thì cái lúc đó thì khi mà giật mình ra rồi thì cảm thấy là rất là vui. Thì sư cho con hỏi là cái hiện tượng đó là nó là như thế nào, nó được gọi là cái gì? Cái trong cái khoảng mà sáng đó rồi tự nhiên giống như mình bị mất ý thức á, mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Dạ, là câu hỏi thứ nhất ạ. Trong khi mà ngồi thực hành một pháp thiền nào cũng vậy, nếu mà định tâm tốt thì nó sẽ sáng lên, là do cái tâm của mình nó sáng lên. Nếu mình chú vào hơi thở thì cả cái hơi thở ấy nó cũng sáng lên, cho mình sẽ thấy được cái ánh sáng. Nhưng nếu mà cái người nào có cái chánh niệm tỉnh giác tốt thì cái tâm nó sẽ luôn luôn tỉnh táo, nó không bị hôn mê mờ gì cả, và mình sẽ nhận biết cái đối tượng đấy liên tục không gián đoạn. Có thể là chú tâm 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4 tiếng hay suốt ngày, suốt đêm thì cũng không lúc nào bị gián đoạn cả, lúc nào nó cũng tỉnh giác và lúc nào nó cũng thấy đối tượng ấy một cách rõ ràng. Thì đấy mới là cái định nó tốt, nó mới sâu. Còn một số người thì do cái chánh niệm nó yếu, cái chánh niệm của mình nó yếu một chút thôi, cái tỉnh giác nó yếu, mình sẽ chìm vào một cái trạng thái gần giống như là vô thức ấy vậy. Mình không quên mất cái đề mục thiền, nhưng nó vẫn rất là sáng, và ngồi mình vẫn cảm thấy nó có cái sự an vui, vẫn có cái sự an lạc. Thì đây được gọi là nó chìm vào cái trạng thái vô ký, nó chìm vào cái tâm hữu phần. Nó giống như là cái người ngủ ấy, trong cái lúc mà mình ngủ đi thì mình cũng cảm thấy nó rất là an vui. Nhưng mà cái tâm đấy thì nó không thiện, không ác gì cả. Nó là một cái tâm duy, tâm vô ký vậy thôi. Mình chìm ở trong cái tâm hữu phần vậy thôi. Và khi mà chìm ở trong đấy thì nó không có lợi ích gì. Nó không có tiến triển, tiến bộ về cái pháp hành này. Nó cũng không tạo ra cái nghiệp bất thiện gì, nhưng nó cũng không tạo được cái nghiệp thiện gì. Nó không tạo ra sự tiến bộ vậy. Nên là phải tránh, đừng để cho tâm rơi vào trạng thái đấy. Tâm đã hay rơi vào trạng thái đấy thì là chưa vào được an xỉ định, là do lúc ấy mình mới có được một chút định còn thấp, nó mới rơi vào trạng thái này. Còn nếu mà một người vào đến cái sơ thiền trở đi thì không bao giờ nó rơi vào trạng thái này nữa. Chơi ở trong tầng thiền thì nó rất là tỉnh táo, sáng suốt, liên tục không gián đoạn. Còn ở cái người mà mới có một chút định, nhưng định còn non, định còn yếu, thì mình hay bị rơi vào trạng thái này. Nhưng mà chỉ là những người tỉnh giác nó kém nó mới rơi thôi. Thì bây giờ mình cần phải tăng cường cái tỉnh giác lên. Trong lúc ngồi mình phải thúc giục tâm,
thế mà nó hơi chảnh mảng nơ nà một chút là phải thúc giục ngay, là buông bỏ những cái tạp niệm này, nhận biết hơi thở, nhận biết hơi thở. Đấy, thường xuyên thúc giục tinh, phải tăng trưởng cái tinh tấn đi, làm cho mình tinh tấn mạnh mẽ lên một chút thì nó sẽ không bị rơi vào trạng thái đấy nữa. Dạ con cảm ơn sư. Dạ câu hỏi thứ hai của con là, thưa sư, nếu mà một người á, khi mà mình giữ về, lúc nào mình cũng giữ, mình quán về cái giới, năm giới, xem cái năm giới của mình là nó có trong sạch hay không, thì trong cái lúc ngồi thiền á, có một cái khoảnh khắc á, là tự nhiên mình cảm thấy giống như là có một dòng chảy tự nhiên nó tới, là mình thấy là được cái giới nào của mình trong sạch, rồi cái giới nào của mình không trong sạch, là cái đó là cái giai đoạn đầu. Rồi giai đoạn thứ hai á, là giai đoạn đầu là thấy nó cái nào là không trong sạch, cái nào là trong sạch, thấy rất rõ, nhưng mà là thấy rất gần, giống như là ngày hôm qua, ngày hôm nay, hoặc là một tuần trước, là nó không trong sạch ở chỗ nào, rồi nó trong sạch như thế nào, rồi thì mà nó tự tới, xong rồi thì có những có một hai giới là không trong sạch mà tự nhiên nó tới, là mình thấy được giống như là nó rất là dài, giống như nhưng mà chỉ thấy là cái điểm nó không trong sạch đó thôi, nhưng mà mình nhớ rất là dài, có thể là giống như là mình nhớ được, giống như là ví dụ như là kiếp trước là mình làm cái giới đó nó không trong sạch như vậy, thì sư cho con hỏi cái đó là cái tưởng của mình hay là nó như thế nào mà mình nó lại thể hiện lên như vậy, và cái đó là có đúng không ạ? Dạ. Khi ngồi thiền thì không nên để cho tâm nó vọng tưởng đến những chuyện như vậy. Chỉ khi nào mình thực hành pháp thiền niệm giới thì mình hãy nghĩ đến những cái giới mà mình đã thọ trì. Còn trong cái cuộc sống hàng ngày, mình ngồi mình suy xét lại những cái giới của mình đã phạm để mình sám hối thì mình hãy nghĩ như vậy. Còn lúc ngồi thiền thì đừng nghĩ như vậy. Vì ngồi thiền nghĩ như vậy thì nó bị vọng tưởng, cuốn hút theo vọng tưởng, làm cho tăng trưởng thêm vọng tưởng và không đạt được cái sự định tĩnh nhất tâm. Trong trường hợp muốn thực hành thiền niệm giới thì mình chỉ nghĩ đến những cái lúc mà mình ngăn ngừa những cái giới mình đã không làm ấy. Mình nhớ đến cái thời điểm là mình đã tránh sát sinh, mình đã thấy một con vật gì đó mình tránh, mình không nạm sát nó. Mình đã thấy một cái tài sản người khác và mình đã tránh, mình không lấy trộm. Mình đã tránh một cái thời điểm mà mình đã tránh cái sự tà dâm, tránh nói dối, tránh uống rượu. Mình hãy nhớ lại cái thời điểm mà mình đã tránh né để không phạm những cái giới ấy, rồi mình hoan hỉ với điều đó. Đấy là trong cái sự thực hành thiền niệm giới thì mình cũng chỉ ghi nhận những cái điểm như vậy và mình hoan hỉ và cứ niệm là quả thật các giới ta đã thọ trì không bị đứt, không bị nủng, không bị vụn nát này, và mình hoan hỉ với điều đó, chứ không được suy nghĩ miên man giống như là một cái bài văn, như là một cái câu chuyện như vậy. Thì đấy là một cái dòng suy nghĩ miên man, không phải là một cái pháp tu tập, không phải là một cái pháp tu tâm. Không, cái lúc hành thiền tuyệt đối đừng nghĩ vậy. Còn trong cái lúc cuộc sống hàng ngày, mình có thể ngồi ôn lại xem mình đã phạm giới gì, rồi mình sám hối cái giới đấy, xong rồi buông xả, chứ không được ôm cái mối trạo hối. Và tuyệt đối không được nghĩ viển vông về kiếp trước là ta đã làm cái này cái kia, thì cái đấy nó dễ sinh ra những cái loạn tưởng, cái ảo tưởng, và cái đấy nên tránh, không nên nghĩ đến. Dạ con cảm ơn sư. Dạ câu hỏi thứ ba của con là, sư cho con hỏi, nếu mà mình đạt định thì khi mà mình trong cái giờ phút mà mình giống như mình sắp chết á, thì mình có định lại được không sư? Giống như ý con hỏi là khi mà mình có vô thiền để mình định, để mà rồi mình nương theo cái đó mà mình chết luôn á sư. Để cái định đó, ý con muốn hỏi là con biết câu hỏi này để mà con biết, giống như khi mà một người khi mà mình có cái cận tử nghiệp á, khi mà mình vào được cái định đó rồi mà mình đi luôn á, thì cái dĩ nhiên là mình sẽ sanh vào cái cõi tốt rồi để mình tu tập tiếp. Con muốn hỏi như vậy á, nhờ sư trả lời giúp con ạ.
Nếu thực hành một cái pháp gì đó mà nó đã trở nên rất là thuần thục rồi, mình thực hành thường xuyên hàng ngày nạp đi nạp lại nhiều lần và nó trở nên rất quen thuộc, rất dễ dàng rồi. Như là thực hành một cái pháp thiền đó, nó đạt đến cái mức thuần thục là hễ mình cứ nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc rất ngắn là mình đã nhập được vào cái pháp thiền đấy rồi. Thì đến lúc chết mình sẽ nhập được vào cái tầng thiền đấy và ra đi với cái tâm thiền ấy, thì mình sẽ được sinh về những cái cõi rất là cao tùy theo cái ước muốn của mình. Nếu vào được các tầng thiền thì sẽ sinh được về các cõi phạm thiên, phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì cái người mà khi đã hành thuần thục chứng thiền rồi nhưng mà vẫn phải hành năm cái pháp thuần thục, đó là thuần thục trong nhập thiền, thuần thục trong suốt thiền, thuần thục trong thời gian ở trong thiền, đó là mình quyết định là ta sẽ ngồi một tiếng thì đúng một tiếng là nó sẽ suốt thiền, quyết định ngồi hai tiếng thì đúng hai tiếng nó suốt thiền, rồi thuần thục kiểm tra các tầng thiền, nhập suốt các tầng thiền theo ý muốn của mình. Vậy thì khi mà một người đã đắc thiền thì sẽ có cái quá trình thực hành thuần thục trở nên rất là tinh luyện trong cái sự nhập thiền và suốt thiền ấy, thì đến lúc chết ở trong một cái tư thế nào vẫn có thể trong một khoảnh khắc nhập được vào tầng thiền ngay. Còn có những người thì khi chết người ta có sự chủ động, đó là người ta chết trong chánh niệm, người ta sẽ chủ động là giữ cái tâm chánh niệm tỉnh giác, tức là ngồi thiền và ra đi với cái tâm thiền đấy. Hoặc là người ta nằm nhưng người ta vẫn nhắm mắt và chú được vào tầng thiền và ra đi với cái tâm thiền đấy. Đấy là có trường hợp như vậy. Nhưng cũng có trường hợp thì cái chết nó đến bất ưng mà mình không lường trước được ấy, thì chỉ có những người thiện xảo, những người đã thuần thục trong nhập thiền và suốt thiền rồi mới chú được vào cái tâm thiền đấy mà ra đi. Còn người nào mà chưa đạt được đến cái thiện xảo này thì sẽ không chú được vào. Vậy nên là hành thiền phải hành cho đến mức thiện xảo thuần thục thì mới chắc ăn. Dạ, bây giờ hết giờ rồi, bây giờ còn câu hỏi cuối cùng nha. Bây giờ Phật tử nào hỏi? Chân Dung nè. Dạ, kính bạch sư, dạ sư cho con hỏi là sáng hôm nay cái thời thiền ban đầu 30 phút sáng đó, thì con cảm thấy rất là an lạc và thời gian trôi qua rất là nhanh, thì con có thấy được một lóe sáng lên, nhưng mà khi mà con nhận biết nó thì nó sẽ không còn nữa. Và những cái buổi mà con hành thiền niệm ơn Đức Phật ở nhà thì thỉnh thoảng con cũng có thấy lóe sáng lên một ít vài giây thôi. Nhưng mà con muốn hỏi là làm sao để mình biết được ánh sáng của thiền với ánh sáng của mình tưởng á. Dạ. Khi cái ánh sáng nó xuất hiện nên mà nó chưa ổn định thì mình không được để tâm đến nó. Khi thấy nó xuất hiện, đừng nhìn vào nó, đừng đi theo nó, đừng phân tích, đừng bàn luận gì về nó. Giữ cái tâm rất thản nhiên thì nó sẽ liên tục, thì nó sẽ giữ được cái ánh sáng ấy mà nó không bị mất đi. Còn nếu khi mình thấy ánh sáng đấy mình mừng quá, mình thích quá, mình hướng tâm theo một cái là nó, tâm nó bị động nên cái là nó mất đi. Vậy nên nhớ lần sau để tâm nhẹ nhàng, và lúc ngồi mình đừng mong thấy ánh sáng thì nó lại thấy, mà mình cứ mong thấy thì nó lại không thấy. Vậy bây giờ quên luôn đi, đừng nhớ đến nó nữa, đừng nghĩ đến nó nữa, cứ coi như là mình đang mới tập đi, thì nó sẽ giữ được cái tâm thản nhiên, tự nhiên. Thì cái tâm nó tự nhiên đấy, nó sẽ đạt được sự định tĩnh trong sáng. Còn nếu mà cái tâm của mình nó mất tự nhiên, nó hành nó có cái sự dao động một chút, thì nó sẽ khó mà có được ánh sáng. Vậy thì có những người ngồi hoa mắt nhá, ngồi chóng mặt quá hoa mắt thì cái tràn tràn đom đóm nó khởi lên, mình tưởng ánh sáng. Thì cái đấy nó chỉ nhòe nhòe một tí là nó mất đi ngay, mà không được lầm tưởng, không được nhận rằng hay là ánh sáng định nó thế này. Nó không phải như vậy đâu, mà cái ánh sáng ấy nó thấy là nó không phải thấy bằng mắt, mà trong lúc nó thấy thân tâm mình nó rất là hỉ lạc, rất là khinh an, nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu, chứ nó không hề có cái sự chóng mặt, không hề có cái sự khó chịu, không có cái sự căng thẳng mệt mỏi. Mà cái ánh sáng này nó là do cái trạng cái hỉ nó sung mãn thì nó có khinh an, cái khinh an nó có sung mãn ấy, thì nó có an lạc, cái an lạc nó sung mãn thì nó định tĩnh, định tĩnh nó sung mãn thì nó phát sinh ra cái ánh sáng do tâm sinh, là cái ánh sáng trí tuệ, là trí tuệ nó phát sinh lên, là tâm mình nó sáng lên, mà nó sáng lên mà mình sẽ cảm thấy rất là hoan hỉ thích ở trong đó. Nhưng mình phải cố gắng giữ cái tâm thản nhiên thì nó sẽ giữ được cái ánh sáng này. Còn nếu như mình mất tự nhiên một cái
là nó sẽ bị mất đi. Nên là nó trải qua nhiều lần như vậy rồi dần dần nó quen đi, cái tâm của mình nó mới thản nhiên với ánh sáng, rồi sau này mình mới duy trì được nó. Dạ. Giờ phút này thầy mời đại chúng cùng quỳ lên để niệm ơn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư chứng minh, chúng con được nghe một đêm trí thức chuyện trò còn hơn mất sức lần mò 10 năm, được gần gũi và được học hỏi những bậc thiện tri thức trong một đêm thôi là bao nhiêu điều được vỡ lẽ. Ngày hôm nay trong hội chúng này, chúng con có diễm phúc từ sáng đến giờ được sự hướng dẫn của sư. Sư đã hướng dẫn cho chúng con hành thiền, đề mục hơi thở, đề mục tâm từ, đề mục tâm bi, và giải đáp các thắc mắc và trình pháp của quý Phật tử đang còn gút mắc trong pháp học và trong pháp hành. Đức Phật đã nhập Niết Bàn, chúng con không có diễm phúc được gặp Đức Phật. Giáo pháp còn đó, nhưng nếu không có những vị chư tăng đệ tử của Đức Phật giảng dạy pháp học và pháp hành thì chúng con không biết làm thế nào để có thể tiếp xúc được với giáo pháp và qua đó thực hành để được an lạc, đưa đến giải khổ. Và hình ảnh của sư, người đã không ngại đường xá xa xôi thương tưởng chúng con, đã trở về đây trong ngày hôm nay hướng dẫn cho chúng con. Chúng con từ sáng đến giờ như được vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Con tin rằng trong ngày hôm nay quý Phật tử sẽ nắm được ít nhiều phương pháp hành thiền hơi thở, hành thiền tâm từ và tâm bi. Và nếu không có được sự hướng dẫn này, cho dù chúng con có 30 năm, 50 năm, 80 năm trong cuộc đời thì cũng không biết như thế nào để hành cho đúng pháp. Và hình ảnh của sư, người vẫn đang giảng dạy pháp học cho Phật tử học pháp cho đúng pháp, và người đang gìn giữ về pháp hành. Hình ảnh của sư, mỗi khi chúng con và quý Phật tử hướng về được đảnh lễ tôn kính và học pháp, chỉ cần thấy hình ảnh của sư, được nghe những lời sư dạy, là niềm tin về giáo pháp của chúng con càng ngày càng được lớn hơn. Con được học trong kinh, khi vua Ba Tư Nặc cùng tuổi với Đức Thế Tôn, cho người theo dõi Đức Thế Tôn 7 năm trước khi quy y làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Và thường ngày Đức Vua vào trong cung đảnh lễ Đức Thế Tôn 5 lần. Mỗi lần vào, Đức Vua quỳ xuống hôn lên đôi chân của Đức Thế Tôn. Đức Vua nói: kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn muốn an thì an, Đức Thế Tôn muốn yên thì yên. Ngài là thầy của con là đệ tử của người. Hôm nay chúng con nơi đây, trong một ngày hôm nay, bao nhiêu điều trong giáo pháp cao thượng, vi diệu, sâu sắc, chúng con được sự hướng dẫn của sư, đã được lợi ích rất nhiều trong vấn đề tu học. Chúng con không biết nói sao để có thể cảm tạ ân đức này. Con nhớ lại hình ảnh của vua Ba Tư Nặc, biết ơn Đức Thế Tôn, cũng như là chúng con đây biết ơn sư, không biết nói như thế nào cho hết. Chúng con thường nghĩ rằng được diễm phúc làm đệ tử của Đức Phật, nhưng nếu không có những bậc thầy chỉ dạy thì chúng con cũng sẽ rất là mịt mù và mơ màng trên vấn đề pháp học và đặc biệt là vấn đề pháp hành. Trong lòng chúng con chỉ biết một lòng tôn kính và nguyện sẽ cố gắng thực hành những gì mà sư chỉ dạy. Và chúng con biết sư có mặt ở nơi đây cũng chỉ mong như thế, để làm sao hướng dẫn cho Phật tử có duyên để hành thiền, để có thể nếm trải được
sự an lạc trong giáo pháp. Một lần nữa, con thay mặt cho chư Tăng và quý Phật tử trong hội chúng hôm nay, với tất cả sự biết ơn và tôn kính của chúng con xin niệm ơn sư và nguyện sẽ ghi nhớ và thực hành những lời sư chỉ dạy trong ngày hôm nay. Và chúng con mong rằng sư tiếp tục thương tưởng chúng con trong những khóa tu tới, sư tiếp tục quan lâm về chùa để hướng dẫn cho chúng con tiếp tục học các cái đề mục thiền định, và hướng dẫn chúng con giữ giới và hướng dẫn cho chúng con đường dài và thực hành qua thiền quán, để có thể nếm trải được những gì mà Đức Phật đã bao nhiêu kiếp bỏ mạng để thực tập hành các ba la mật mới tìm ra được đạo cách đây hơn 2.500 năm dưới cội Bồ Đề. Với tất cả sự tôn kính và biết ơn, chúng con xin được đảnh lễ sư tam bái. Giờ kết thúc khóa thiền hôm nay, giờ sư hướng dẫn cho tất cả các Phật tử hồi hướng và chia phước. Mọi người đọc theo sư. Idamme bunyam asavakkhajam vaham hotu. Idamme bunyam nibbanasa paichajo hotu. Mama punya pagam sapa satanam pachemi desabe medamam punya pagam napandu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành tu tập của con nguyện làm duyên chứng ngộ niết bàn. Phước lành này của con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du. Vào giờ phút này, ban cung nghinh sẽ chúng con xin được cung thỉnh sư trở về phòng trà đạo hôm qua cho Phật tử được đảnh lễ và gieo duyên với sư.